Chúc mừng em được thăng chức phó giám đốc nha. Cảm ơn mọi người, nhờ mọi người giúp đỡ nha. Chị là vợ giám đốc, con dâu sếp tổng. Ai mà dám đụng chị, sự nghiệp thăng tiến rồi nha. Không có chuyện đó đâu, em đừng có nói như vậy. Lỡ như mà ai nghe được người ta hiểu lầm thì mất công lắm. Thôi mọi người làm việc tiếp đi. Mà sáng nay mình họp xong sớm, vậy em đã ăn sáng chưa? Nếu chưa thì đi ăn chung với bọn chị luôn. Đúng rồi đó chị, cà phê hay trà sữa gì không? Hôm nay em khao nha. Không cần đâu, lát nữa chị tự pha trà uống cũng được. Thôi đừng có ngại, đi với tụi chị đi. Dù gì sau này cũng cần em giúp đỡ nhiều mà. Đi đúng chị. Rồi đó chị, đừng có ngại đi mà. Đi với tụi em đi. Lâu lâu mới có dịp mà. Đúng rồi, đi chị. Chị là phó giám đốc mà, chị sợ ai? Đúng rồi đó chị. Đúng rồi đó chị. Vậy cũng được. Dạ chào cô. Dạ chào cô. Mọi người ra ngoài đi. Vâng, con ở lại. Dạ. Dạ con xin phép. Người chưa từng có quyền lực trong tay như cô, không ngờ có một ngày cô cũng biết lạm dụng chức quyền quá ha. Mới làm vợ thằng Long được mấy hôm đã ra vẻ mặt bà chủ rồi. Bắt nhân viên phải cung phụ mời ăn uống nữa hả? Dạ không có chuyện đó đâu mẹ. Mẹ hiểu lầm con rồi. Con đang tính từ chối mọi người mà. Đây là lòng tốt của mọi người thôi ạ. Cô còn chối nữa hả? Cô định biến công ty này thành cái gì? Hình ảnh công ty này bao lâu nay ba thằng Long xây dựng nên, không lẽ vì cô mà sụp đổ hết sao? Con cố gắng cư xử thật cẩn thận mà mẹ. Cô nghĩ là tôi ngu hả? Chuyện hôm nay đã rành ra đó, không biết sao lưng tôi cô còn lộng quyền cỡ nào nữa. Mẹ ơi, tới giờ gặp khách hàng rồi mẹ. Chuyện này không quan trọng đâu mẹ, để sau đi. Không có sao đâu, tại vì tính của mẹ vậy á. Anh đi nha.